Mến chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với phần cập nhật tin tức bóng đá tối ngày hôm nay, 22 tháng 7. Trong bản tin này, mời quý vị và các bạn đến với những phần tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật sau đây. Bình luận viên Quang Huy đã phát hiện ra điều này sau lời khiêu khích Việt Nam của tân huấn luyện viên Thái Lan. Cổ động viên Thái lo lắng khi đội nhà phải đối mặt với Văn Lâm. Quá sốc với thần đồng nhỏ tuổi nhất lò Hoàng Anh Gia Lai, 5 trận ghi 21 bàn thắng. Sao Việt Kiều lại ghi điểm với thầy Park trước thềm vòng loại World Cup Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Bình luận viên Quang Huy đọc vị huấn luyện viên Thái Lan khiêu khích Việt Nam để giải tỏa áp lực. Trong cuộc trao đổi gần nhất với tờ Bangkok Post của Thái Lan, tân huấn luyện viên người Nhật Bản ông Nishino một lần nữa hạ quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam tại chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ông đưa ra phát ngôn khiến cho các cổ động viên Việt Nam sôi sục khi tuyên bố chỉ cần 10 ngày là để đánh bại người đồng nghiệp Park Hang-seo bình luận viên Quang Huy nhận định quan điểm cùng Dinh.vn. Chưa bao giờ người Thái cảm thấy cay cú và muốn trả thù Việt Nam như lúc này. Vì thế, huấn luyện viên chỉ mới nhậm chức như ông Nishino chịu nhiều áp lực là đương nhiên. Phát ngôn của ông Nishino có thể gây tranh cãi, nhưng ông ấy cần nói như vậy. Trước tiên, điều đó thay cho hành động thúc đẩy tinh thần toàn đội Thái Lan. Ông Nishino hiểu trận đấu sắp tới có ý nghĩa quan trọng ra sao người Thái kỳ vọng nhiều ở Nishino và phát biểu này làm nguôi ngoai phần nào. Có thể thấy huấn luyện viên Nishino đang khá tự tin với cơ hội sẽ giúp cho tuyển Thái Lan phục thù. Bình luận viên Quang Huy phân tích. Bình luận viên kỳ cựu này cũng khẳng định lời nói luôn dễ dàng nhưng có thực hiện được hay không là cả một vấn đề. Xét trên lý thuyết, sự kết hợp giữa ông Nishino và tuyển Thái Lan là hợp lý khi cả hai cùng theo đuổi triết lý chơi bóng đơn giản và phòng ngự phản công hiệu quả. Chỉ trong gần 2 tháng, huấn luyện viên Nishino có vận hành lối chơi theo cách của mình hay không sẽ là dấu hỏi. Nhiều cổ động viên của Việt Nam phản bác lời tuyên chiến của huấn luyện viên Nishino. Một cổ động viên bình luận trên dinh vn rằng hết chủ tịch Somiot muốn đánh bại Việt Nam tại Kings Cup bây giờ lại đến ông Nishino. 10 ngày là không đủ, phải ít nhất nửa năm mới có cơ hội vì Việt Nam giờ đây khác xưa và lối chơi của Thái Lan đã lỗi thời. Trong khi đó, một cổ động viên khác đưa ra dự đoán rằng Phát biểu cứ là phát biểu, còn thắng hay bại sẽ rõ sau vài tháng nữa. Không loại trừ khả năng ông là huấn luyện viên bị sa thải sớm nhất trong lịch sử Thái Lan vì quốc gia của họ không có tính kiên trì trong bóng đá. Huấn luyện viên Akira Nishino đã sở hữu bản lý lịch hoành tráng khi từng làm việc tại câu lạc bộ Gamba Osaka, Vissel Kobe. Ông cũng từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản dự World Cup 2018 và để lại nhiều dấu ấn. Vì điều đó mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đã phải trả mức lương hơn 80.000 USD mỗi tháng cho ông Nishino, theo tờ Sia Sport. Còn Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, FAT đã tiết lộ một trong những điều khoản hợp đồng đã ký của huấn luyện viên Nishino là đánh giá mức độ thành công sau mỗi chiến dịch. Ông Somiot cũng củng cố niềm tin cho vị huấn luyện viên người Nhật bằng tuyên bố sẽ không can thiệp về vấn đề chuyên môn. Dẫu vậy, đây là thời điểm các cổ động viên của Thái Lan gây áp lực phải thắng Việt Nam và vào vòng loại thứ ba của World Cup 2022. Cổ động viên Thái lo lắng khi đội nhà đối mặt với Văn Lâm. Sau màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng của Muông Thông United trước Chiang Rai với tỷ số 1-0 ở vòng 19 Thai League vào tối ngày hôm qua 21 tháng 7, thủ thành Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam đã được các cổ động viên của Thái Lan khen ngợi hết lời. Đồng thời bày tỏ lo lắng cho các trận sút của đội tuyển quốc gia của họ khi phải đối đầu với Văn Lâm tại vòng loại World Cup 2022. Thưa quý vị và các bạn, Mương Thông United đã vượt qua Chiang Rai United nhờ pha lập công duy nhất của Delay ở phút 36 sau cú đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, Văn Lâm mới là người được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu. Trong suốt 90 phút, trước áp lực liên tục từ các chân sút của đội bóng đang xếp ở thứ tư Thái League 2019, thủ thành sinh năm 1993 đã giữ được sự bình tĩnh và lạnh lùng đáng ngạc nhiên. Anh liên tục hóa giải các tình huống nguy hiểm và giúp cho đội nhà giữ sạch lưới. Sau trận đấu, Văn Lâm được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Các cổ động viên của Thái Lan đã không tiếc lời khen ngợi thủ thành số 1 của đội tuyển Việt Nam. Hầu hết đều công nhận rằng Văn Lâm quá tài năng và đã có một trận đấu thiên tài. Bên cạnh đó cũng có một vài bình luận khá hài hước. Hãy xuất sắc khi chơi cho muông thông, nhưng hãy chơi đủ tốt khi thi đấu cho đội tuyển Việt Nam thôi nhé, Văn Lâm. Một cổ động viên hài hước bình luận. Một cổ động viên khác thì cho biết, Văn Lâm là một cầu thủ giỏi, Hy vọng anh ấy sẽ ở lại muông thông thêm một thời gian dài và giúp cho đại bóng giành được chức vô địch trong tương lai không xa. Trong khi đó, phát biểu với giới truyền thông sau trận đấu, Đặng Văn Lâm cũng hết lời cảm ơn các fan Thái Lan vì họ đã cổ vũ cho anh và toàn đội. Hôm nay mọi người đã chiến đấu rất tuyệt vời, kể cả các cổ động viên. Từ khi bắt đầu trận đấu cho đến khi kết thúc, chúng tôi đã chuẩn bị cả tuần cho cuộc đối đầu ngày hôm nay Huấn luyện viên đã phân tích đối thủ rất kỹ, ông ấy chỉ ra cách để chúng tôi ngăn chặn các tình huống phản công sở trường của họ. Ba điểm hôm nay dành cho các fan của Muông Thông, những người đã đến sân hoặc theo dõi trận đấu qua TV. Mùa giải còn dài và chúng tôi sẽ tiếp tục khiến cho các bạn cảm thấy hạnh phúc, Văn Lâm cho biết. Quá sốc với thần đồng nhỏ tuổi nhất lò Hoàng Anh Gia Lai, 5 trận ghi 21 bàn. Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Lê Vũ Thái, vua phá lưới của giải đó là thành tích cá nhân của Lê Vũ Thái, cầu thủ được nhiều người gọi với biệt danh là Ronaldo Vũng Tàu, ở giải Thiếu niên Nhi đồng truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu 2019. Trở về thi đấu trong màu áo U11 Vũng Tàu sau khi vừa chính thức trúng tuyển vào lớp năng khiếu khóa 5 của Hoàng Anh Gia Lai, Lê Vũ Thái một mình ghi 6 bàn trong trận đấu mở màn. Nhiều người cho rằng có lẽ do đối thủ của U11 Vũng Tàu quá yếu nên Lê Vũ Thái mới có thành tích ghi bàn đáng nể như vậy. Nhưng qua từng trận đấu, Ronaldo Vũng Tàu tiếp tục thể hiện phong độ rất cao, để kết thúc giải với 21 bàn thắng cho riêng mình sau 5 trận đấu. Tính trung bình, mỗi trận Lê Vũ Thái ghi 4,2 bàn thắng, hiệu suất không phải cầu thủ nào cũng làm được. Không chỉ một mình một ngựa trong cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới, Lê Vũ Thái đã mang đến cho người hâm mộ rất nhiều những cung bậc cảm xúc ở trận chung kết U11 với đối thủ U11 Bà Rịa. Hai lần U11 Vũng Tàu bị dẫn trước cũng là hai lần tân học viên nhỏ tuổi nhất của lò đào tạo nhà bầu Đức, 10 tuổi, đã chứng minh năng lực và bản lĩnh với cú đúp bàn thắng giúp cho U11 Vũng Tàu san bằng tỷ số 2 đều, đưa trận đấu đến loạt penalty may rủi. Dù thực hiện không thành công lượt suốt luân lưu, nhưng Lê Vũ Thái vẫn có được niềm vui trọn vẹn khi các đồng đội ở U11 Vũng Tàu dứt điểm tốt để giành chiến thắng với tỷ số 4-3, qua đó lên ngôi vô địch không thể xứng đáng hơn có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu cựu danh thủ lê công vinh đã tỏ ra bất ngờ với hiệu suất ghi bàn cực kỳ khủng của lê vũ thái cựu thủ quân của đội tuyển việt nam chia sẻ những gì vũ thái thể hiện ở giải đã nói lên tất cả cháu hoàn toàn có thể trở thành một cầu thủ lớn của bóng đá việt nam trong tương lai đích thân lê công vinh đã trao các giải thưởng cá nhân cho lê vũ thái cùng chiếc áo đấu kèm chữ ký của tuyển thủ công phượng lê vũ thái cho biết thần tượng của em chính là công phượng Cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Sheen Jordan ở Bỉ và là niềm cảm hứng để sao nhí giấu bố mẹ đăng ký thi tuyển vào lò đào tạo của Hoàng Gia Lai hồi đầu tháng 7 vừa qua. Em rất mê xem anh Công Phượng đá bóng. Lúc đi thi tuyển vào Hoàng Gia Lai, em đã may mắn được gặp anh Công Phượng ở Pleiku. Em sẽ cố gắng tập luyện để được như anh ấy. Lê Vũ Thái cho biết. Sao Việt Kiều lại ghi điểm với thầy Park trước thềm vòng loại World Cup? Với phong độ ấn tượng tại giải hạng nhất của Na Uy. Alexander Đặng tiếp tục ghi điểm với huấn luyện viên Park Hang-seo trước vòng loại World Cup 2022. Tại vòng 14 hạng nhất Na Uy 2019, câu lạc bộ Nesotra đã tiếp đón câu lạc bộ Notoden trên sân nhà. Dù được đánh giá cao hơn, đội bóng của Alexander Đặng đã bất ngờ để cho đội khách dẫn trước bằng bàn thắng của Johansen ở phút thứ 37. Tuy nhiên, Alex Đặng đã kịp thời tỏa sáng khi ghi bàn thắng gỡ hòa ở phút 87 bàn thắng quan trọng của tiền đạo Việt Kiều giúp cho câu lạc bộ Nesotra thi đấu hưng phấn và có thêm bàn thắng của Sander ở phút 81. Trung cuộc, đội bóng của Alex đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Việc ghi bàn thắng và có đóng góp quan trọng trong thắng lợi của câu lạc bộ Nesotra đã giúp cho Alexander Đặng tiếp tục ghi điểm với huấn luyện viên Park Hang-seo trước thềm vòng loại World Cup 2022. Và nếu duy trì được phong độ ấn tượng như thế này tiền đạo Việt Kiều này hoàn toàn có cơ hội được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian tới đây. Huấn luyện viên Park Hang Seo cũng từng tiết lộ 3 tiêu chí để ông gọi cầu thủ Việt Kiều. Thứ nhất, có sự khát khao cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Thứ hai là chuyên môn tốt, phù hợp với lối chơi mà ông đang xây dựng. Và cuối cùng là đầy đủ hồ sơ pháp lý có quốc tịch Việt Nam. Alexander Đặng đang sở hữu tiêu chí thứ nhất và có thể hoàn thành tiêu chí thứ ba trước vòng loại World Cup 2022 diễn ra. Nhiều chuyên gia đánh giá rằng Alexander Đặng là cái tên rất phù hợp với lối chơi và đội hình của đội tuyển Việt Nam hiện tại. Chân sút sinh năm 1990, sở hữu kinh nghiệm như Anh Đức, sức mạnh của Đức Trinh, tốc độ tương đương với Văn Toàn. Ở thời điểm các chân sút của đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề về phong độ thì việc triệu tập anh này là điều rất cần thiết cho đội tuyển Việt Nam cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn